Jun Ji Hyun, một trong những ngôi sao quyền lực nhất xứ sở Kim Chi, được biết đến qua những bộ phim ăn khách, Cô Nàng Ngổ Ngáo, Vì Sao Đưa Anh Tới và Huyền Thoại Biển Xanh. Cô được người hâm mộ khen ngợi là một trong tam đại mỹ nhân Hàn Quốc và là tình đầu quốc dân của xứ sở Kim Chi. Jun Ji Hyun, tên thật là Quang Ji Hyun, tên Hán Việt là Vương Trí Hiền. Được biết, cha của cô đặt tên cho con gái này có nghĩa là sống như chân dung của một vị vua khôn ngoan. Jun Ji Hyun sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc. Trước khi bắt đầu đóng phim, Jun Ji Hyun từng là người mẫu tạp chí tuổi teen. Không chỉ giỏi diễn xuất, Jun Ji Hyun còn có học vấn đáng nể. Khi năm 2000, cô ghi danh vào khoa sân khấu và điện ảnh tại Đại học Dongguk và tốt nghiệp vào năm 2004. Được biết, ước mơ ban đầu của Jun Ji Hyun là trở thành tiếp viên hàng không. Tuy nhiên, cô đã từ bỏ mong ước sau khi có một trải nghiệm không tốt trên máy bay. Sau này, một người bạn làm người mẫu của Jun Ji Hyun đã giới thiệu cô với một nhiếp ảnh gia. Nhờ gương mặt xinh đẹp, thần thái quý phái, vóc dáng chuẩn không cần chỉnh mà Jun Ji Hyun đã bén duyên với nghề mẫu ảnh từ lúc 16 tuổi. Từ biểu tượng tuổi teen đến cô nàng ngổ ngáo nổi danh khắp châu Á. Trước khi chính thức bắt đầu nghiệp diễn, Jun Ji Hyun xuất hiện với vai trò người mẫu trên trang bìa tạp chí tuổi teen Elle vào năm 1997. Sau đó, Jun Ji Hyun góp mặt trong các bộ phim truyền hình Take My Heart năm 1998, Happy Together năm 1999 và phim điện ảnh White Valentine năm 1999, Seaworld năm 2000. Với hai dự án Happy Together và White Valentine, Jun Ji Hyun đã cho thấy mình là một ngôi sao mới sáng giá trong làng giải trí khi bội thu trong các lễ trao giải. Cô nhận được giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Best Star Award lần thứ 35 với White Valentine và giải thưởng ngôi sao mới, giải thưởng phổ biến netizens tại SBS Drama Awards cho vai diễn trong Happy Together. Cuối năm 1999, Jun Ji Hyun gây sốt khi trở thành người mẫu quảng cáo cho MyJet Printer của Samsung. Khi ấy, nhờ biểu cảm sống động cùng vũ điệu bắt mắt mà Jun Ji Hyun đã trở thành một biểu tượng cho người Hàn Quốc ở độ tuổi vị thành niên và độ tuổi đôi mươi. Sự nghiệp tăng vụt với Cô Nàng Ngổ Ngáo và trở thành tình đầu quốc dân. Jun Ji Hyun thực sự đột phá trong sự nghiệp diễn xuất và khi tham gia vào Cô Nàng Ngổ Ngáo cùng Cha Tae Hyun. Lúc này, cô được gọi là bà hoàng phòng vé khi Cô Nàng Ngổ Ngáo trở thành bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất mọi thời đại Hàn Quốc. Với sức ảnh hưởng của Cô Nàng Ngổ Ngáo, Jun Ji Hyun bắt đầu lan tỏa mức độ phổ biến ra khắp châu Á. Cô là một trong những ngôi sao Hallyu có ảnh hưởng nhất tại thị trường Trung Quốc và chính thức nhận được danh hiệu tình đầu quốc dân từ công chúng. Chỉ với một vai diễn, Jun Ji Hyun đã giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất và giải thưởng phổ biến tại Grand Prix Awards lần thứ 39. Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Korea World Film Festival lần thứ 3. Đồng thời, đây cũng là bước ngoặt giúp cho Jun Ji Hyun tiếp tục nhận được nhiều lời mời quảng cáo. Sau Cô Nàng Ngổ Ngáo, Jun Ji Hyun tiếp tục bắt tay vào dự án điện ảnh The Uninvited và Ngọn Gió Yêu Thương. Nhưng vì cái bóng của Cô Nàng Ngổ Ngáo quá lớn mà Jun Ji Hyun đã không nhận được nhiều sự đón nhận của công chúng. Tuy nhiên, thời điểm này cô vẫn xuất hiện dày đặc trên các quảng cáo. Trong một cuộc khảo sát năm 2005 về các nhà sản xuất phim có ảnh hưởng, Jun Ji Hyun được xếp hạng trong số 10 ngôi sao có giá trị thương mại cao nhất tại Hàn Quốc. Jun Ji Hyun ghi danh vào thị trường quốc tế, thành lập thương hiệu thời trang riêng. Cuối năm 2006, Jun Ji Hyun xác nhận sẽ đặt chân đến thị trường Hollywood qua dự án phim máu Ma Cà Rồng Cuối Cùng. Đây là một bộ phim hợp tác quốc tế được chuyển thể từ một bộ phim hoạt hình nổi tiếng Nhật Bản được quay tại Trung Quốc và Argentina. Năm 2008, Jun Ji Hyun đã cho ra mắt thương hiệu thời trang quần jean xa xỉ của riêng mình. Thương hiệu đầu tay của nữ diễn viên có tên là Gianna by Two Tradition. Và do đích thân cô tham gia thiết kế, lựa chọn phụ kiện phù hợp. Phim điện ảnh tiếp theo mà Jun Ji Hyun tham gia có tên Người Đàn Ông Siêu Nhân. Năm 2010, cô cùng Lý Băng Băng xuất hiện trong bộ phim tiếng Anh Tuyết Hoa và Cây Quạt Bí Mật. Phim lấy bối cảnh Trung Quốc ở thế kỷ 19 và kể về tình bạn tri kỷ của hai người phụ nữ Lily và Snowflower. Ngoài ra, Jun Ji Hyun còn đánh dấu sự nổi tiếng qua loạt ảnh trên Fraggle Mũ số tháng 7 năm 2008. Cô cũng là nữ diễn viên đầu tiên của Hàn Quốc được xuất hiện trên tạp chí thời trang mang tính biểu tượng danh giá này. Năm 2011, Jun Ji Hyun thành lập công ty quản lý riêng của mình G&Co. Đến năm 2016, được công ty CGENM mua lại và đổi tên thành Culture Deport.
cuộc hôn nhân cổ tích với khối tài sản khủng. Trong lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Jun Ji Hyun đã quyết định tiến đến hôn nhân với Cho Jun Hyuk vào tháng 4 năm 2012, khiến không ít người bất ngờ. Được biết, Jun Ji Hyun và Cho Jun Hyuk quen biết nhau từ nhỏ. Họ ở cùng khu nhà và học chung tiểu học. Sau đó, Jun Hyuk chuyển nhà và cả hai mất liên lạc với nhau. Khi trưởng thành, nhờ những người quen mà họ bắt đầu liên lạc lại, và từ mối quan hệ friendzone đến nảy sinh tình cảm trai gái. Với danh tiếng lừng lẫy của Jun Ji Hyun, thì ông xã của cô cũng có địa vị không phải dạng vừa. Bà ngoại cho Jun Hyuk là nhà thiết kế hanbok nổi tiếng Hàn Quốc Lee Yong Hee, trong khi ông ngoại là chủ tịch Chagon, cổ đông lớn nhất của Alpha Assets. Mẹ cho Jun Ji Hyuk là giám đốc một thương hiệu thời trang nổi tiếng, còn cha anh làm trong lĩnh vực công nghiệp nặng. Anh làm việc tại một ngân hàng của Mỹ. Jun Hyuk được ước tính sở hữu khối tài sản gần 40 tỷ won, hơn 700 tỷ đồng. Sau khi thôi việc tại một ngân hàng ở Mỹ, chồng Jun Ji Hyun trở về Hàn và trở thành CEO của một công ty có tài sản hoạt động ròng lên tới 350 tỷ won, hơn 7.400 tỷ đồng. Không chỉ có gia đình bề thế, ông xã của cô nàng ngổ ngáo còn có trình độ học vấn cao và được nhận xét là có diện mạo ưu tú, không thua kém nam tài tử nào. Mặc dù lấy được thiếu gia phong độ giàu có, nhưng Jun Ji Hyun lại rất kín tiếng trong chuyện đời tư và những hình ảnh của cô cùng chồng cũng xuất hiện rất nhỏ giọt trên các mặt báo. Tưởng chừng như sẽ lấy chồng bỏ cuộc chơi, nhưng không. Người đẹp sinh năm 1981 tiếp tục trở lại đường đua drama vào năm 2013. Năm 2014, Jun Ji Hyun tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim tình cảm giả tưởng Vì Sao Đưa Anh Tới. Không mất phong độ sau khi lập gia đình, ngược lại, Jun Ji Hyun càng thêm bùng nổ vào thời điểm ấy. Cặp đôi mở chảnh Jun Ji Hyun và cụ giáo Kim Soo Hyun đã trở thành chủ đề khiến dân mạng sụp sôi. Độ hot của Vì Sao Đưa Anh Tới đã tạo ra xu hướng thời trang, trang điểm và nhà hàng ở thời điểm bấy giờ. Những món đồ mà Jun Ji Hyun sử dụng trong phim và đặc biệt là những sản phẩm thời trang đều cháy hàng. Tái xuất với hình ảnh sang chảnh, cái tên mở chảnh của Jun Ji Hyun cũng theo cô từ đó. Jun Ji Hyun cũng giành được Daesan, giải thưởng cao nhất dành cho truyền hình Daesan Arts Awards 2014 và SBS Drama Awards 2014. Thắng thế ở mặt trận phim truyền hình, Jun Ji Hyun quay trở lại màn bạc với Sứ mệnh Truy sát. Con đường diễn xuất của cô lại tiếp tục nở rộ khi Sứ mệnh Truy sát trở thành bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất trong năm, cũng như là bộ phim có doanh thu cao thứ 7 ở mọi thời đại trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Jun Ji Hyun còn được trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Grand Bell Awards và Mass Movie Awards. Năm 2015, Jun Ji Hyun thông báo cô đang mang thai con đầu lòng sau 3 năm kết hôn. Lúc này, cô đã hoàn thành xong dự án Sứ mệnh Truy sát và dành nhiều thời gian để tập trung cho sức khỏe của mình và em bé. Đến ngày 10 tháng 2 năm 2016, Jun Ji Hyun và ông xã hạnh phúc chào đón quý tử ra đời. Sau khi sinh con, Jun Ji Hyun tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất và cũng hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện. Nhưng cô vẫn làm người mẫu cho một số thương hiệu và quảng cáo. Kết hôn, sinh con, nhưng Jun Ji Hyun vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn và bắt tay với Lee Min Ho trong Legend of the Blue Sea, Huyền thoại biển xanh, vào năm 2016-2017. Nhờ sự góp mặt của hai ngôi sao hàng đầu Hollywood mà Huyền thoại biển xanh đã thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Dù không đạt được thành công như mong đợi và nổi đình đám như những bộ phim trước, nhưng Huyền thoại biển xanh vẫn đạt thành tích tốt về rating. Ngoài ra, năm 2016, Jun Ji Hyun được xếp hạng thứ 8 trong danh sách những người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc do tạp chí Forbes bình chọn. Đây là năm thứ 2 liên tiếp của cô trong top 10. Trước đó, nữ diễn viên đứng ở vị trí thứ 4 năm 2015. Jun Ji Hyun, nữ đại gia với khối bất động sản đáng gờm. Jun Ji Hyun là một trong những người nổi tiếng có thu nhập cao nhất ở Hàn Quốc. Năm 2014, cô kiếm được khoảng 20 tỷ won, khoảng 390 tỷ đồng, từ tiền quảng cáo. Năm 2016, Jun Ji Hyun kiếm được 14 tỷ won, khoảng 270 tỷ đồng cho 14 quảng cáo. Chính vì thế mà cô còn được công chúng gọi bằng biệt danh Nữ hoàng quảng cáo. Bên cạnh diễn xuất chất lượng cao, Jun Ji Hyun còn có tài trong địa hạt bất động sản và là một nữ đại gia khét tiếng trong K-biz. Năm 2019, đài MBC công bố Jun Ji Hyun dẫn đầu danh sách những ngôi sao sở hữu nhiều bất động sản nhất Hàn Quốc. Cụ thể, giá trị bất động sản của cô lên đến 87,6 tỷ won, tương đương 1.750 tỷ đồng. Người trong giới cho biết, Jun Ji Hyun sở hữu sự nhạy bén và biết nắm bắt tình hình một cách linh hoạt,
nên cô đã đạt nhiều thành công trên lĩnh vực này. Đặc biệt, những khu nhà thuộc chủ quyền của Jun Ji Hyun đều nằm ở khu vực sầm uất và có giá trị đắt đỏ. Sắp tới đây, Jun Ji Hyun sẽ tham gia vào dự án Mars Jiji cùng với nam diễn viên Jun Ji Hyun. Mars Jiji dự kiến sẽ bắt đầu khởi quay vào giữa tháng 8 và lên sóng vào tháng 6 năm 2021. Đồng thời, vào ngày 20 tháng 7, Jun Ji Hyun cũng chính thức xác nhận sẽ xuất hiện trong phần tiền truyện Kingdom, Vương triều sát sống. Trước đó, người đẹp cũng đã góp mặt vào cuối phần 2 của bom tấn này.